cũng biết tắt nữa, bữa trước anh mở được, giờ anh không biết từ nào. September we met, I can tell by your smile. Quen đuôi heo nha. Đầu tiên ăn đuôi heo nha. Cái này hồi đó có mở đèn đẹp lắm. Mở hai bên luôn á. Ủa mà ngày mai với tiết mục cái cầu này trở thành cái cầu câu cá cha. 3, 2, 1. Giờ là lực được áp dụng rồi. Now the tables have turned. Ông em ăn một ít thôi. Em có nấu rồi và mới được bổ sẵn lên. Đúng rồi, nó sạch sẽ nha. Ủa anh, em có nè anh thấy mà. Quay lại. Ôi, sao ghi. Rồi được con. À vậy hả? Cô bánh ơi. Không ổn rồi, ghi ra con cá là tụi.
chút nữa chồng lại đi. Thấy chạy xe ai thấy? Ôi trời, xe đẹp quá. Xe bị sao hả? Cảm nghĩ sao? Mà hộp không mình thấy không? Hộp đâu? Nè, hộp nè. Điện thoại chụp đẹp quá à. À, nét như Sony vậy. À, thiết kế không là đủ thứ tải về thôi. Giờ xếp ai anh? Thôi chừng nhảy nha anh. Em gào nha, chứ không có ăn đuôi heo nha. Ờ, chừng ăn đuôi heo nha. Heo này mắc lắm á. Anh Thành là món gì anh Thành? Lấy gần như thế chua mà chua. Đó giờ có biết làm đồ nhà không vậy? Làm đồ nhà là sao? Là trà đồ nhôm á. Bác đi đâu bác? Cầu dây văn Mỹ Thuận kìa. Trời, hồi đó có mở đèn luôn mà. Hồi đó có dây điện luôn. Mỹ Thuận làm gì được, cái này cổng vàng. Cái này hồi đó có mở đèn đẹp lắm. Mở hai bên luôn hả? Dạ. Đó, này có đèn. Chắc cũng 7-8 năm có. Lâu lắm rồi, cầu lâu lắm rồi. Ngày mai cái tiết mục cái cầu này trở thành cái cầu câu cá cha. Buổi sáng là tụi em nè. Lấy cầu nguyên dây ha. Cá rất là nhiều luôn. Mà không sáng mà sáng lắm đó. Đó. Ôi chỉ sáng chân luôn, cái này là chiếu đuôi mắt luôn nè. Gì đây anh ơi, lợi thế của nít cơ nó khác lắm, để em làm thử cho coi nha. Ai mang dài tổ thủ này không gây 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 giả thôi, đã chặt chèn ngày thôi. Mũi thính giờ ô bông hai. Ủa cái này không có đếm ngược hả? Chị Google gì kỳ vậy? Không có, coi cái dây đồng hồ thôi chứ. Chuyện nào 10 đếm đi, bắt nhịp đếm đi. 10, 9, 9 8, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3, 3, 2, 1, 1. Rồi đúng không giờ con bốn luôn rồi. Ông em thôi. Giờ là lực được áp dụng rồi. Đánh chưa cậu Tám? Đánh chưa?
chưa á, lầu quán bằng lá chuối á. Trời ơi, có ai phụ tôi xé cái quỷ này không nè? Anh đập mấy con khác đi để em xé cho. Con coi. Qua đây nè, qua đây có người đập mấy con khác. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Qua đây, qua đây nè. Được không vậy? Được không vậy? Xé à, được không đó? Ăn dụng luôn đi. Em biết nghĩ sao mà không xé được trời, dân dân biển á. Được không hả? Dân biển gì? Nam Định. Nam Định gần Hải Thịnh. Nam Định, Nam Định có biển. Ủa Tết tụi em có về không? Ủa? Không có. Ê Nam Định có biển hả anh Tiên? Có chứ, biển Hải Hậu á. Em đi có 30 phút là tới biển. Phải đi bộ 15 phút. Ở Nam Định có cái nhà thờ gì nổi tiếng lắm? Vâng đúng rồi ạ. Nhà thờ tên gì? Chết mẹ, nổi tiếng lắm, nổi tiếng. Em vào đây 10 năm rồi. 10 năm hả? Quên hết rồi. Anh nghe Hải Hậu mà biết phải không? Đúng rồi. Không, cái gì mà cái gì cũng mệt, đúng rồi không vậy? Không phải Hải Hậu đâu. Cái này cái phải có tương ớt nữa anh. Ờ. Bọn em ở xã. Ở xã hả? Ở thành phố đâu? Không, thì anh nghe nói vậy đó. Ê, Thơm ơi, cái này phải bò chứ. Ây dạ. Được không? Trời ơi, có biết làm không vậy trời? Đó, 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 xé đi nha, lát rồi ăn được. Rồi, cái này thơm nè, cái mùi này thơm nè. Mồi nhậu đó nha. Ê, làm hết con ngựa hả? Thôi được rồi, tiếp mình chơi tiếp mà. Hai con ngựa, hai con. Anh vào làm tương ớt xong vắt quả chanh vào nữa xong cho ít muối vào. Phải không đó? Hồi nãy anh nói là ba em làm hay lắm mà không biết em có làm được không thôi. Hả? Không, Thu là nó ngủ riêng ngoài đây là chứ nó thả bom là thôi chịu nổi đâu. Cái này tối nay là phải phiến nổi mấy cục gòn rồi. Không, em ăn một ít thôi. Em ăn đâu ăn á mà nó. Thu à. Chút xíu là nó cứ. Đúng rồi. Chị Thu vừa ra cái là bịt chị Thu vào chăn lên. Cho tự ngửi. Chết rồi Thu ơi, mang tiếng quá. Để Thu tự ngộ độc ý. Chết thiệt trời ơi. Không. Nhiều khi là tự. Nhiều người ta ăn không sao chứ con Thu ăn tại vì cái bao tử nó có vấn đề rồi. Phải ở nhà, chúng tôi cái mền dày dày đi. Không, cái này là khổ em. Thôi em bị xỉn vô bị gì á. Bị tỉnh tỉnh. Đó, đi gầm lưng á. Không được như bình thường. Đi vô lấy tương rồi, đi vô chổng rồi ra đây. Tự nhiên nhí nhẳng hẳn luôn á. Nhí nhẳng, mì nhon phải không? Mì nhon hẳn. Nó có con vợ rồi, ấy bầu giống vậy. Trời ơi, mày vô mày kiếm mày lấy, đi hỏi mày. Ủa, có cần rửa tay không vậy Hồng Thu? Tài hứng. Chịu thôi, chế. Vậy đi, có gì ăn đó cũng được. Lấy ớt này giã ra xong bắt ra nước cốt. Ngoài kia cái ớt đó là cay muốn lạy luôn rồi. Thì pha nước lã. Rồi pha mấy cái bộ sắn lên. Đúng rồi, nó sệt sệt nhau. Một năng nữa. Món gì cũng ăn được à. Vô. Mày mẹ này em chỉ cho. Ớt đúng không, xay ra xong bắt nước ra. Xong rồi cho bột năng vô. Vừa bắt là phải vừa lau mắt. Tại vì mố. Ê, hai đứa nhìn thấy mặt anh có chú Tâm. Có chứ, em biết là anh. Ủa em ăn gì rồi? Không, anh vẫn chú Tâm nghe em nói. Nhưng mà cái đó xong là Củ Lan cũng được, không ăn Củ Lan cái gì? Không còn ở đây nữa. Củ Lan chắc ăn hết rồi quá. Chưa chín. Chờ rãi kêu. Con này ngon lắm, ăn miếng không? Thôi ăn đi, anh no quá, giờ uống bia thôi à, không ăn nổi nữa. Anh no quá, giờ uống bia rồi nói câu. Thì em cứ tưởng tượng chứ. Tay lái bia đó anh. Một nguyên cái thùng cát giờ chỉ có chế nước vô thôi à, no hết rồi. Hay quá ha, anh chỉ có nước là giống như cái hũ hèm thôi. Không có đâu, hũ gì bây giờ xỉn rồi đó. Đó, đây. Ê anh, em quên đâu mang theo quá. Cái chai nước Nhờ bác tay quý hồng nội sao lại thông lại thùng. Em quên mang theo cái chai dầu ăn rồi. À hả? Kìa đó vậy? Là đang xé nè. Đang xé mồi để lên đó là lan luôn. Lên đi xé mồi luôn. Đừng có nóng. Xong rồi nè. Ừ xong. Xong rồi nè. Rồi hai đứa mở hàng đi. Hai đứa mở hàng đi. Cô cô đi. Bỏ ra đi xuống. Dạ. Con này phải xé mỏng ra mẹ ăn. Ừ hả? Tại em xé mỏng. Con mực này ngon đó. Ừ. Ngon đấy. Thank you.
phút. Em có nè, anh thấy rồi. Chụp ba đá, chụp bao má. Nhãn bị sùa. À, nhãn bị sùa hả? Tiêu sùa. À, tiêu sùa hả? À. Là nó tiêu rồi, nó tiêu xong nó chìm sùa luôn. Cái hộp nó nhỏ. Đấy, nó dày cơm á. Nó dày cơm mà cơm nó nhỏ, hộp nó nhỏ. Cơm vàng hả? Ở đây cây kiện quá trời luôn. Thương ha. Ở dạng vàng thấy không khí nó khác hơn. Ừ. Nên mình có đất đâu đây. Cho chị hai con. Con ké được thôi. Được. Anh cầm cho. Quay lại. Ôi, sầu riêng. Dạ, này là chín tự nhiên á. Đi ruộng về. Chín tự nhiên luôn. Là tụi em thôi. Ăn không được thì đừng có buồn nhé. Dạ, buồn luôn. Đưa bỏ xuống. Thôi. Rồi được con. Đó. Mà giác kìa. Để giác luôn á hả? Đánh giá không cà phê mà khách đông á thôi. Rồi cái cây gì đó. Cái cây seri chị. Trời ơi. Trời quá trời luôn. Uống cà phê thôi. Uống cà phê. Uống cà phê. Ba mấy người, mấy người. Năm người. Mà không có bất cái phiền đó, đâu có cà phê sữa. Dạ. Ăn vàng. Em không uống cà phê sữa. Em uống rồi đó. 1, 2. Uống làm sao vậy Tinh Chính? 6. Ủa? Chị đếm rồi. Kêu sữa nha, kêu sữa nha. Mấy em mấy em. Đó, kêu rồi. Kêu bỏ ra ngay. Mày không sữa. Mấy giờ đi không bị sữa. Ờ. Thằng này không sữa. Kìa, hỏi cái sữa không kìa. Chơi đi con ly phê nóng này, cà phê sữa nóng á, khỏi bà bò đứng bò đá. Uống cà phê sữa nóng mà. Sữa đi quá trời luôn. Đây nè. Ủa chị Loan xin vô nhà ngắm được cái không chị Loan? Cây sữa riêng như cúp nhà. Ồ quá trời trái luôn, trái đỏ. Nè trái đỏ cây luôn à. Đúng rồi. Không, cái cây nào lùm rắn lục là nhiều lắm. Mà đập nó không đi là có con đuôi đỏ là nó quất phát một xong luôn á. Bà hai ơi. Cô Bích ơi, cô Bích có ăn sơ ri không? Để rụng uổng lắm cô Bích ơi. Tí này cô Tí. Tí. Rồi. Rồi sơ ri quá trời luôn á. Rụng hết rồi nè. Dạ, 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 dạ con xin nha, cảm ơn. Không, tự hái luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bà xã bà biết thọc kìa, đưa cho bà thọc đi. Trời ơi, chín quá trời chín luôn nè. Quá trời luôn. Ấy chứ.
À. Đấy. Đấy nè. Wow, nó nhiều lắm, bên đây nè, hái luôn nè, khỏi cần thọc luôn nè chị. Rồi. Ăn rửa. Quá trời luôn nè, trời ơi, chín quá trời luôn. Nhiều lắm. Trời ơi. Trời ơi. Bà không phải bà phải đi quét bà cùng mừng nữa. Cây to quá, to luôn. To quá chị nha. Dạ, yeah, cây này chắc cũng 20 năm đó nha. Mấy năm rồi. Còn mấy sáng nó rụng đỏ đó kèo phải giờ phải quét á. Dạ. Không hái. Không có hái. Cũng không hái chứ. Đó nè. Trời ơi. Trời ơi, như trái cà, bắt đầu như trái cà nha. Tin. Dạ. Đây nè. Đó, trời ơi, đây nè, coi nè. Rồi. Như có hái. Dơm. Đâu, hái, hái sao vậy? Đây nè. Đó. Rồi. Ê, chụp mình sao thấy mình, sao thấy mình quay ra. Đó. Đó. Em qua bên kia đó, đi. Không, quay trái thôi, bắt ăn rồi mới quay bát thôi. Đó, rồi nè, ăn nè. Mà bỏ vô miệng nè. Em đứng bên kia em mới quay hết hết người cô bé. Thấy chị hết nhiều người mới thấy mình vui đâu. Người ta bẻ chứ bộ. Đó đó đây nè. Đây là siêu 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 nhân đang chọn một nhỏ nè. Đó giờ không bẻ là biết. Nhìn nhìn là biết bẻ cái bẻ không? Nè, lên. Dạ. Ấy chị cho nên nó mệt nè phải rửa. Đúng rồi bác. Đúng. À có rửa cái bên luôn nè. Đâu rồi? Đây, đây, rồi nó như cái trà trà cà chua bi luôn á. Bỏ đây. Không cứ ăn đi không sao đâu. Cứ ăn đi cái này thiên nhiên mà. Này ngọt. Ở trong rừng lấy đâu ra rửa. Đúng rồi. Mà này không ở trong rừng rồi. Bỏ giờ rửa. Ồ tơi 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 tơi. Tơi 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 mấy sếp vô sinh chụp hình hay là mấy sếp vô sinh. Thấy vậy. Đâu có đúng chủ đề nãy rồi. Chụp hình rồi mình thấy nhiệt tình. Trời. Ở ở trời quá trời luôn mà. Em vô đi ngoài chụp cho tự nhiên. Cái mình gỡ nó ra, giật ra, giật lên, giật lên. Giật lên. Rồi ba thấy. Ăn tại chỗ. Trời ơi. Trái to quá trời to luôn á. Bàn tay to hơn. Cái seri này cầm chắc cũng 15 năm rồi đó. Trời. Phụ ăn, phụ ăn, phụ ăn. Rồi. Rồi hạ bơm tiếp, hạ bơm tiếp. Cho hết rồi lấy. Này, cái cây dài nè. Trời. Dạ. Ok. Đây nè, đây nè, đây nè. Rồi. Ướp nha. Bỏ vô đi. Bỏ vô đi. Đây nè. Đang đẹp nghe này. Đẹp ghê. Cái này giống cái chỗ mà mình. Đây là sư phụ đó đi thọc điều nè. Mà có thiết có thọc điều không? Đó có thọc điều lần nào không? Chưa. Trời ơi. Trời. Thọc sai chưa? Không, chưa có đi vô mấy cái vùng này. Nó không thành vô cái lỗ trời bự quá trời mà vô không được. Trời cái lỗ bự vậy mà. Mà vô không được. À, rồi rồi đúng rồi, hay quá. Đẩy lên luôn, mạnh lên. Ôi hay quá. Đây còn cái nữa nè. Đâu 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 đâu. Đây nè. Đây nè, nó hay quá. À, chút nữa làm bự đầy đẹp lắm. Ở vô chụp hình đừng cái quá trời luôn rồi. Ở cảm ơn chủ nhà. Đâu rồi?
vô đi ngồi nè. Lấy ghế ra ghế. Kim ghế bà vô. Vô. Ngồi. Người ngồi nào đây? Trời ơi. Mấy gái tới trễ quá, nãy chụp bông, chụp series quá trời luôn. Đâu. Kim cà phê hả? Ngon qua đây chờ chút. Nó nhiều sữa hả? Chà đầu liếm không? Liếm. Ôi. Đậu phê ai vậy? Nhà hàng bông quá trời luôn á. Quá chừng rớt điện thoại là khỏi rớt luôn á. Trời ơi quá đẹp luôn á. Đâu chị? Đâu có biết lục bình nào đâu. Bên đây chứ. Trời ơi quay muốn. Trời ơi. Đúng rồi lục bình là đó. Đó. Anh định câu cá gì anh Khuyến? À kéo cá lóc dí theo hả? Con nào cho con trai? Cá gì vậy? Cá lóc hả? Bây giờ chưa giật lên phải không? Chưa nó phải kéo nó chạy á bác. Mà thấy vậy, bây giờ như vậy là nó ăn rồi đó. Nó rỉa thôi, mới nói đớp nè. Đúng không con? Đâu thấy nặng đâu, nãy giờ ba cái không có nào nặng hết trơn. Chỉ thấy nó chạy cái này. Đó, cái này nó rồi đúng không? Nó bế lại chạy về nè. Nó phải chạy. Bác thấy hỏi dễ chơi thôi chứ cao thủ đó giả bộ á. Câu có ai câu dính đâu, có mình bác thấy câu dính à.
thấy không? Dính cây. Dính cây. Ủa dính gì vậy? Dính gì rồi? Rồi, nó nói Nguyễn là không có câu cá gì giờ này nữa, dẹp nghỉ. lấy cây thọc nha. Con cá lá. Thả lần nữa đi. Thả lần nữa ha. Con cá lá. Tàn lá chứ. Khi này mình bắt cá thiệt bự. Hãy mà ba vừa kéo lên mà con thấy nó quằn cái là con phải nắm sợi dây liền. Con nắm ba liền. Đợt trước tụi con câu là dành lộn nhau câu không? Ờ, kỳ này không ai treo câu hết trơn à, giờ có. Ủa? Kinh nghiệm mà không ai câu nữa. Đây câu không có dính. Thằng Nghĩa nè. Thái nè. Khuyến. Thì này Thái không có đây hả? Ủa nó đâu rồi? Ngủ rồi bác. Trời đất quỷ. Nó đuối quá nó ngủ rồi. Đây cái xe con nè. Chị cho em mượn xe chị. Làm gì vậy Châu? Chị hả? À. Ê. Ủa đâu nãy giờ vậy? Lo chụp hình đó mà. Ủa chụp hình rồi hả? Quay để kỷ niệm mà năm ra đi nhắc lại. Trời ơi. Đó. Vô hình luôn. Gì? Vớt vô luôn rồi đó. Rất là đẹp. Trời ơi chạy cứng rồi đó. Trời ơi. Ôi cháo quá vậy. Đây nè. Đây giống thành phần đi trộm đi ăn trộm hơn á. Ở đây nè. Ở đây còn có một cây dao. Đó, trời cây dao này bén mướt luôn á thấy. Người ta đi phải có đầu tư chứ. Đó thấy không? Đi là phải đầu tư. Cái này dân gốc miền Tây chặt dừa ghê lắm. Đó. Miền Tây dân tỉnh nào? Kiên Giang giáp ranh Kiên Giang với Cần Thơ. Nằm ở cái đường lăn luôn. Chết ngay mà. Hôm nay sáng nay được tắm nước dừa. Không mà bác. Không có hú sủ trời. Ở đây đâu phải là trong tiệm đâu, mình dân gian mình uống luôn. Ok. Ngon lắm. Ngon chưa bác? Wow. Ngọt. Vừa nữa. Ngọt ngọt. Bác biểu cảm tưởng rồi bác. Ôi trời ơi, để nó sao đâu à. Trời ơi, thấy hả? Thấy hay quá thấy. Chút nữa chặt rớt cây dừa của người ta luôn á. Ba ơi, coi chừng gãy cây dừa ba ơi. Ui. Ôi trời ơi. Gãy cây dừa ba ơi. Trời ơi. Rồi bể rồi, bể. Dừa non, dừa non. Tiếp ba này. Bên này hình như nhà người ta ơi, đất người ta chứ không phải đất của bên đây đâu. Bữa trước là phải xin đó. Gà nhiều. Lỡ chặt có hai trái dừa không sao đâu. Gà nhiều quá. Người ta bích dân Sài Gòn, người ta không chửi đâu. Người nông dân chính hiệu. Có cái gái già rồi đó em.
cái nhà đó là nhà ai ở? À, cái chòi vậy, cái chòi để người ta coi coi vườn. Coi vườn này đó bác. Ừ. Uống đi. Bây giờ mình ngồi với mà mình cứ đi mình cầm hai con dao người ta biết người ta cũng không có dám nói gì đâu hiểu không? Tên. No. Trời ơi, trời lên mũi luôn rồi. Gái con lửa vậy đó coi được không? Thì mị với bộ thì mị bữa nay vô rừng cái uống. Trời ơi, vô mũi nữa rồi. Sợ thiệt. Vừa này mới ngon, vừa xanh không có ngon. Không. Vừa xanh không ngon. Vừa lửa có gà. Nè chút nữa ăn cái cơm nè cực kỳ ngon luôn. Không mới cầm gì cái cột tóc. Giờ ấy ở giờ. Cột tóc đó, cột tóc uống nó đỡ ướt tay. Uống hết cho anh bỏ. Áo anh dơ chưa anh? Ấy có hai con à. Em lau nhợt. Có hai con nè, nó đạn một cái một tờ chạm như bông công luôn. Ờ đó, chủ nhà, chủ đất. Thôi đừng hái rồi ta nếm công nó hỏi ta trước đi. Mình vô mình xem phim một chút liền chanh hai quả tim vàng đi. Dạ, người ta nghỉ mà nhờ. Thôi đi đi, mình đi lên đây nữa nè. Đi, đi, còn nhiều mà. Không, vườn mình. Ờ, à, mình... Mình cho mướn hả? Là ta thôi. Mình còn lên đó đi dạo được nữa mà. Con đi tiếp đi. Nhưng mà uống xong đi, uống xong đi. Ông nghỉ vô lấy cái ca rồi. Hả? Lấy cái ca rồi. Cũng cái to mà nó sao sao trời lớn quá vậy lấy cái ca đừng luôn. Để mà tại vì sợ ướt nữa. Đau 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 đốc đốc nào. Thấy mày đau cùng lên nào. Ngon không bác? Ngon. À, cơm, còn cơm. Thái ơi, bác có ăn cơm không? Trời ơi, hành nóng quá ha. Không, cắt cái đầu á, làm cái đồ cào. Cắt cái đầu á, làm đồ cào. Làm cái muỗng. Cái giường kia rồi nước dừa quá trời luôn uống đi còn quá trời luôn cái đầu á ẩu quá đứt tay đó dạ rồi con mang nạo dừa của bác sĩ đây cho miếng rồi. Cho miếng rồi.
à, nói trời quá. Để cho ba miếng nè. Múc đi. Hàng bé này chưa ăn nè. Rồi, rồi hả? Ừ. Nè, đúng rồi, đúng quá. Cái đó ăn sực sực sực, trời chấm ớt luôn, khỏi nói luôn. Sao cô chê? Đứa có đứa té nè. Chị Lo ăn hết rồi hả chị Lo? Trời ơi sao ăn cái đang kiêng hả? Chụp cảnh tự nhiên mà. Tội nghiệp không? Thường quá thường. Trời ơi cái dĩ dịch chị không dám ăn. Dạ chân trời vậy hả? Phải chơi gắt không? Gắt à, hả? À, trôi bà. Ờ, lần đầu tiên thấy chơi gắt đó. Ủa chị trồng mấy năm rồi chị? 4 năm hả? 5 năm có trái. Ở nhà chị Lo là rộng bát ngát luôn á. Dạ. Ừ. Tăng cao kìa anh ấy hai chắc. Trời ơi hot boy Sóc Trăng giỏi quá trời ơi. Trời ơi tới hot boy Củ Chi nè. Đó. Có thêm món gỏi nữa đó. Ủa có cái nào ăn liền được không? Có. Dạ em đi đi
đâu vậy trời? Trời ơi, nhà của địa chủ đây nè. Bông quá trời bông luôn. Bông đẹp quá trời. Giấy giấy loại giấy gì nữa? Mình xin cái nhánh chặt trơn chặt cắm nó lên luôn á. Chạy nó cũng sợ. Cũng gấp.
Trời ơi. Con còn gà cưng hàm, cưng lắm. Gà cưng là đủ chuẩn luôn á. Nào, đó. Cái này nấu phim gì ta? Nấu phim hả? Mắt biết. Giờ thành mắt hí rồi. Rồi em tiến lại nha. Rồi. Action. Cái gì thế? Gọi là cái diễn nó dục món. Sao vậy? Sao dục quá rồi. Thôi được rồi, chứ đó đủ nha, đừng cởi quần đó. Đừng cởi chứ. Đừng cởi đó nha. Lẹ đi ba tôi ăn về, ông la giờ á tại vì quậy quá. Ông kênh nhìn ra ngoài mà. Ừ. Rồi, còn hai ba diễn. Đừng có miếng môi. Cười lên. Tiền đứng xa một góc đi tiền. Thì em sẽ quay được nhiều lắm. Trời cưng mất cưng. Em quay cận cảnh từng người mà. À quên, đừng quay chị. Rồi, nè. Rồi, mọi người hát rồi kìa, mình đi hát xò về mình hát kìa. Xô lắm, xô. Mấy ông nó xỉn rồi, giờ bắt đầu ông hát rồi đó. Đó, đúng nè, nói gì đó, nói cái mấy góc mà. Nè, lấy chụp cái cửa. Nó vẫn đẹp. Cái cần gì vậy? Cái cặp này nó không được bao nhiêu. Nó vẫn đẹp đúng. Bây giờ tôi hỏi là sao biết nhà người ta ốp gạch đó mà mặc cái áo nào này. Rồi, đây chưa. Chữa vào. Chị Loan. Chị Loan thì cũng mặc áo. Chị Loan thì cũng mặc áo. Cài đi nè mong. Hỏi chỉ cần giống như là chụp hình ngoài kem đánh răng á. Thế là lạnh không? Cái gì vậy trời? Kem đánh răng. Chim ỉa, bà đang chụp hình mà chim ỉa cho tay bà kìa. Ờ ghê quá. Ôi trời. Ôi. Lấy hoa này nè. Nè. Khẩu trang chị tôi. Ôi đi ra sao rửa đi. Ghê quá. Ghê quá. Người ta đây sao bỏ. Không cắm ở mang tay á. Cắm có sao nhiều hoa vậy? Một cái. À vậy thì tôi phải che mắt này luôn đi không? Vậy phải cắm bên mang tay này. Nếu mà che phải cắm mang tay này. Em phải biết hy sinh gì nghệ thuật. Má ơi. Thôi một bên thôi, hai bên kỳ lắm. Có phụ phụ cảnh thôi đó, có phụ. Nhớ về xóa phòng. Mặt nó dính cái gì như cơm á. 1, 2, 3, 3 nháy. Giờ chụp mắt thôi, chụp bãi thôi. Đừng chua mỏ. Em đừng dòng quá. Em giống như muốn lòi hết rồi. Trời. Mắt luôn. Mày còn sướng không, sướng không? Còn sướng không? Đúng rồi, đúng rồi. Phung ở trên á. Phung ở trên xuống. Trang trong miếng xương nè. Vùng ở trên xuống. Chị đẹp, chị quay hoài vậy. Chị. Ôi đừng có chung mỏ. Tự nhiên thôi. Nói chung là làm cho thoải mái được rồi. Kệ ai nói sao nói. Em không là thoải mái. Ơ vậy không ai chụp luôn hả? À? Ủa không ai chụp luôn hả? Đây đây. Sợ đẹp của chụp hành là vậy đây. Mới hy sinh lắm. Không thấy đâu. Có con bò đâu ra chụp với bò. À. Đây. Ủa rồi sao? Cái series gì á mới thấy. Chua hả chị? Nấu canh chua. Thôi về đây ăn với ăn không à? Ăn với ăn, ăn với ăn chơi. Hỏi không ăn với chơi. Ăn với ăn không à? Tôi đi bếp này là vô. Đây là nông lân chính hiệu. Ủa mà sao mà tẩy được cái mùi chát hay thiệt? Cái gì chát? Ăn không nghe mùi chát luôn á. Cái này có gì đâu chát? Chuối mà không chát chị. Chuối chát ghê lắm. Phải chuối chát luôn mà chuối chát. Thôi anh chỉ là giấc mơ. Trời ơi. Giống cái hồi cái lỗi
Hồng em thấy chuyên nghiệp quá ha. Trời ơi, em thánh nướng à. Thánh nướng luôn hả? Rồi. Chứ em là làm đồ nướng mà. Thiệt á hả? Ồ, hồi đi học là có đi làm thêm không hay là... Bọn em làm theo một quán nhưng mà nướng chơi là bọn em hay tổ chức ăn uống. Trời, vậy nướng tự ăn á hả? Thì ngon của nó kim chi bao ngon. Vậy là kỳ này mà có đi ăn cái gì nướng nướng mà dắt nó đi á. Nè. Dạ. Lâu lắm rồi chưa ăn thịt nướng. Không. Dạ. Rồi giờ có thịt nướng nè. Em đang định ngày mai về ăn thịt nướng với bạn đó. Thôi vậy đó hả? Ngày mai khỏi ăn. Khỏi ăn. Ngày mai đóng hộp về để cho phòng khám. Sướng nhà. Sướng nhà. Sao tối ngày 3 mình muốn đi làm lại nha. Đi nghỉ ngày rưỡi luôn rồi. Cái này là đúng là thánh nướng luôn á. Thánh nướng luôn rồi. Trời ơi ngon ghê không? Về là bạn bè là mốt rồi nướng Hà Nam á. Bây giờ có thịt nướng rồi. Thôi rồi. Mày bỏ miệng vô đó Tiến. Bỏ miệng. Bỏ vô miệng nữa. Dạ. Ăn là phỏng miệng luôn á anh, nóng lắm. Mở nó chạy xuống ha. Đó, giòn giòn luôn. Sóc Trăng. Sóc Trăng rồi Vi. Giới thiệu đi. Okay. Giới thiệu. Thôi, món này món gì giới thiệu? Yến mắt, bát khoa, and rocket, and after that, you fry. Fry. Fry, yeah. What? Bye fry. Bye fry, yes. Bye fry. Cái lần này nó hỏi gì ba phai chẳng nữa. Một chia sẻ công thức nấu này một. Chưa ăn mà chia sẻ vậy. Chia sẻ thì mới chia sẻ ăn là thấy được hơn. Vậy hả? Không biết ăn như thế nào nhưng mà nấu cho người nước ngoài người ta có thể ăn được. Dạ. Chồng có dẻo quá. Về nó. À dạ. Wow, trời ơi. À, con thấy cái món yêu thích của con nó bị thất lạc rồi. Cái ruột. Cái ruột, dạ. Con gì chị, con kiến. Mối, con nhậu mối. Giúp nè. Đó. Trời ơi. Quay nào tên chưa, quay nào tên chưa, quay nào tên chưa. Đây. Zoom nè, đẹp quá luôn. Trời ơi, đó, bỏ vô này ha. Trời ơi, má ơi. Ra mấy cái góc dừa dưới đây là tổ nào tổ nấy, tổ tà bá. Bữa coi cái video, cái thằng nước ngoài. Trời ơi, ngon quá. Đây, màn tiếp. Màn phụ của photographer. Rồi xong luôn, hay quá. Chưa sao đúng không? Đó. Khổ không biết gì vô nước, rồi được cái chế vô. Nó để một chút hả là cháy ra bự giờ. Còn nó nở chai vô. À, hút gì đó. Chín chưa vậy? Chiên có khi nào không chín không? Trời cá to quá.
chuyên nghiệp là ta nướng không có bị văng đâu. Đó rồi, con đó là con cá tai tượng bự quá bự. Cái gì trắng vậy? Trắng nhách luôn á. Chị chưa chắc bằng em á. Tại vì mặc đồ nguyên ngày mà 24. Đây là Lan. Lan đang làm cái chú gọi là gì ta? Cái dê. Thịt nướng. Trong tâm tâm bóng trường đà âm. Chẳng hề hối lúc khi em đến ngày hôm ấy, một người đang lặng trong luôn rồi. Gần ngày kế bên, đôi tay bắt tay anh, nơi đi ngang trước mặt của anh lúc này. Mà anh ơi, rồi lấy cái bóng hả? Rồi lấy cái bóng. Cho sơ đầu các em. Sao thế rồi? Sao vậy? Xe này nó bị hư rồi. Nó bị à, ở đằng sau còn mấy xe nữa. Một bên rồi. Trời ơi, chở cái thằng té lấy gì cái này trả tiền bây giờ trời khổ ghê á. Rồi lên luôn. Nó bị nghiêng một bên rồi. Đó lên. Đây 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 đây. Thấy ông ổn rồi đó. Thấy ông ổn rồi. Nhiêu ký hả chị? Cái này nhiêu ký vậy? Hả? Này nhiêu ký vậy? 60.000 ký. Hồi cái đó nhiêu ký thôi à? Này chắc cũng 3 ký rồi nha. 6 ký. Nhiêu? 6 ký chứ. 300 mấy hả? 32. Ồ. Xe ôm công nghệ đây. Trời ơi chạy ghê không? Good 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 good. Xe không hình như là năm nay năm 2 chị đi đúng không? Đúng rồi. Cách đây 2 năm. Đâu năm trước chứ? Năm trước mình đi Cần Thơ mà nói vậy. Cần Thơ mới đây à, Thím ơi. Thì là năm trước mình năm kia nữa mình mới đi xuống đây. Tết Tây. Em nói Tết Tây á. Mình đi năm kia. Năm kia. Tết Tây 2019 tới Tết 2020. Nhưng mà mình đi năm kia. Năm kia chứ còn năm mấy mấy năm mấy? À, 2018. Cần Thơ mới đi đây thôi, Cần Thơ 2 tháng 9 thôi. Thôi chị không có đi. Cần Thơ không nói ý em nói Tết Tây á. Ừ. Tết Tây là lần này lần thứ 2 của chị. Năm ngoái ừ. Lần ờ đó. Thì gọi là năm ngoái. Em coi lại tấm hình em mới thấy. Có vợ chồng anh Năm đó là anh Năm với con Năm con cá đây nè, rồi thằng bé. Thằng bé nó khoái cầu lắm. Trời ơi cái này giống cô bé Khăn Hoàng Đỏ vậy. Ủa mà nãy đang ngủ mà tự nhiên đâu trời trời lên vậy con. Sao kỳ vậy? Trời ơi trời. Phải đi xích lô vậy hả? Đi đi coi xin đó hả? Xe này nó không sao. Xe kia nãy chở hai bác đi bị té. Lỗi mẹ vô. Ờ vậy đó an toàn tới về rồi.
quá. Hay quá trời ơi. Rồi tới đây thấy nè. Chị Sa đang làm gì chị Sa? Làm chân ly đi. Thánh Kiều. Ủa bé sinh năm mấy? 2000. 2000. 99 2000. Trời ơi trời. Ôn nhỏ. Em ăn mít uống trà được không? Xe ăn xe ruột luôn. Lên xe chị muốn đi toilet à? Mắc tiểu à? Xuống đây ăn chơi không à? Thì ăn miếng luôn, ăn mấy cử liên tục luôn hết rồi. Ở miền Tây á là phải vậy. Sáng nè, ăn chè, ăn cháo, ăn bánh canh, ăn nhậu, ăn cháo cứ ăn cái chót cuối cái gì mới đi về nè. Rồi ăn ăn cái gì sốc trăng quên tiêu rồi. Đâu bà kia rồi. Bánh mồng tôm. Bánh mồng tôm sốc trăng. Sao vậy? Hồi nãy tưởng tao là đụng rồi. Cứng luôn, cực kỳ cứng luôn. Nó bị hư. Không có hư đâu, do mình lái thôi. Không, nó bị lạnh bên. Chạy xe kia cũng vậy bác ơi. Đây mình điều khiển được, cái xe nó nhỏ quá. Nó phải như dạng xin lâu lắm không? Đây em lên biết mà. Nó bị lên cái kia. Nhưng mà anh Thành anh kê được. Anh Thành anh kê bằng được. Còn lúc em lên á, nó cứ đơ bên phải vậy, nó đơ bên trái vậy. Xem chứ nó chưa nó vô học cái vô rồi. Ờ phải chi được cảnh đó đó. Trời ơi, mình không đang tưởng tượng nè. Đưa cái mặt xuống. Còn mấy con cá trà dưới nó mè. Rỉa. May mà hất ra nhảy xuống kịp. Ôi mà to rồi đó. Nó bỏ chạy luôn chứ. Thôi lên lại đi, lại năn nỉ mà lên lại. Bỏ chạy luôn. Ôi sầu riêng tiếng Anh là gì ta nhỉ? Không không. Hả? Ai quan sẽ biết chính lịch. Dạ. Em giáo viên tiếng Anh đang dạy ở phòng khám luôn á. Giờ nữa à? Áo anh hình như phải về nhà tắm cứ tự nhiên em. Tắm như thế nào? Tắm nữa hả? Tắm nước dừa. Đây à? Ngon không thấy? Vậy mà ăn được ra là hết rồi đó. Chị ơi khỏi đường, chị ơi hết rồi. Khỏi đường đi, chị ơi hết giờ rồi. Cũng ngọt mà, ngọt vừa vừa được rồi. Trời ơi, sạch luôn hả? Ờ, quá ngon luôn hả?
con ơi. Dạ kia chút nữa, chút nữa chậm lại đi. Đó rồi, bọn em tới xe đâu. À, chờ rất lâu quá hả? Quá lạnh rồi. Gần nha mấy à. Có cà phê uống quá ngon rồi. Rồi kết thúc chương trình luôn. Rồi. Mọi người say bye, say bye nè. Sắp về luôn. Say bye. Thấy bye nha em. Các em. Rồi chỉ vậy thôi hả? Clip chỉ vậy thôi. Thôi rồi nè.
shake it, baby. Yeah.